chia ông bơ ạc rõ mần cua này dì mần cua phở lại nhiệt nhôm bụt bò ra sát tiếng lại bần đất lục bàn khơi nơi tố cầm hò nây ca này dì của họ tố cầm hò nây ca này dì bia nhu nhuông bầm bay bầm bạc tố cầm hò nây ca này dì bia chê bà tích đạp bà đà xa nâng bia rù rì ất bà giàu nên lục mần phơ thế lúc mình trăm tài mình phơ thế thay tiền này dây này nuông ỏi nước đầu tí nước bàn chua bàn đằng hai liếc bóng nơi ông phơ tôi chỉ đặt nâng chào thay tiền nó nhiệt nhôm bột bò sạt hai này hai nhiệt nhôm bột bò sạt để bàn sạp bàn đằng bàn lư nơi bể này để cầm sân tân này để bàn và vật tư ở địa ca đầu về mọc này khuyên thả còn lại na đài là o miền xã đạo và giao cái lại na đài miền xã đạo và giao cho hai nhận nhau cực bây giờ từ và vật bỏ để bàn ăn ở vua tức là mấy chiếc và giao luôn ai nâng tê bây giờ mà xăm phút bóng không xoay ngờ nơi thô bất thô mên bà để dựa bê lọ dù ông vay nha nhật nhóm ở dựa bê dù ông vay nha tùm ruộm đường ban khơi thô bất thô mên hai dốc mau xâm đánh liếp trở đang chai chun đò sọc sạp tầng ổn nâng cứ ớt miến bầm non ở vây đam bây kê chmua đam bây bòn sạc đam bây trộp xâm bạc mục tê cứ bóng miến bầm non tà mùi quất cứ áo sọc sạp tầng ổn nâng rua chạp tốc đô chia bà ông đài hai đi hai bàn chia bà ông dốc nơi ở vạt bà tài mau mau xâm đài bà ông bút bò ra sát nước nông ni ao dương tầng ọc nha nâng khơi tốt nơi khăn ông bừa cọ hái liếc bong nơi ông bừa cọ hái cọ bứt nơi ông bừa lọ đàm bày chia bà giáo đọc luôn đàm bày xì cái đây sắp đọc luôn nâng ai tôi bày chết đi nhìn nhôm bút bò ra sát mình tuôn bàn liếc bong nơi cái lai sắc thò na mui đã chia sẻ một chết của bật mềm hái cỏ cửa bầy liếc bóng trâm thạ sơ pram sơ pram bầy ní cỏ chìa cun nập bà giao chìa hai chìa bà cháy phư ao dương nâng chiên tạ đo cà liếc bóng nơi sẽ cái đây sao mong đầy miền nơi khăn chất miền lục hệ tù xạ mô hạ nâng ai bàn mặt tịnh mặt đo mặt tịnh mặt đo đài còn tay bờ sân này dương tăng ọc nia bàn cát mau chìa mà nô tuôn bà bút ra sá nà miền nơi chẳng hơi bài chỉ dương mình liếc bóng nơi ông bưu tôi chỉ rất tam là dịa phân vi cha bưu tôi chỉ rất tam là dịa phân cai ông bưu tôi chỉ rất tam là dịa phân chất nâng thế kích tay về rương bằng co nơi rương ông bưu tốc tố bục mà nâng nâng thế vì chỉ hai phụ ai áp tập hiếp rồi bỏ dương đại ca màu bàn đòi cầm rò đại cro nâng bàn ca màu nâng xa lập từ tiền tổ tê tiền ắt miền ở vây chọc vích tờ chỉ mùi nó miền tài ạ của xoan miền tài sẽ cái đây tốc pro ông bơ tôi chỉ rất miền cài tôi chỉ rất với chơi tôi chỉ rất mà nô tôi chỉ rất những ai hai đứa chân hai nhiệt nhôm put bò ra sát từng lại ông bơ phút khô của họ nê nhiệt nhôm put bò ra sát cướp bầy triệt thả bưa sa ma sam put bò ong truồng tra thả chia ông bơ ba tua bầy phút những ai khnông nê sao lên cỏ đói nè khnông nê giang mây cỏ đói cỏ cua tại công này gì công prau bịa họ dương này gì tại bịa bất vì pro dương này gì của họ nhức nhồi nâng có chia hai thừa ở dương nâng ai lên kỳ miên chủng đưa chưa chịu từ lâu luôn hai đó ngày cày rừng nâng ai việc cả chỉ rừng bất và cọt hai dương dông tư này gì prau kế có kế mình chưa đã bị pro tụm loa bị đào máu kỳ loa tại school chỉ rắc rắc bia rồi bọc luôn thái chia mà nộp hút chia mà nộp họ chẳng hãy đôi chia rừng để dây lên sao thạp tia trâu phương chai ấy chỉ đám đám bay phư oi mà chạp tia nâng miên dịch đây thầy khai chai đám bay nâng sao chùm ọ lên rứa coi chùm on lên chẳng tới con này dây tới đó cà bất phương mình chạp tia xo nông kia này dây của họ đám bay sao lên chẳng ca để dây lên được chân này nó có mình cua này dây đài rứa xa mà xa mất bỏ ông truồng hà mình ao dương này dây thế vì bố viên chỉ hai chiếc bà trái nôm ai bộ bất nơi tùm luộc bộ bất nơi tùm luộc ở cỏ nâng to thật thiết đó là dương này dây bất kỳ lệnh chữa
អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះសម្លឹងឃើញទោសក្នុងការនិយាយភូតភរដោយបាននិយាយមកហើយជាយូរសប្តាហ៍ហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកមិនធ្វើមិននិយាយភូតភរទេលោកនិយាយតែពាក្យពេចន៍ណាដែលល្អពាក្យពេចន៍ណាដែលស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់ហើយព្រមទាំងដឹកនាំយើងនឹងឲ្យនិយាយតែពាក្យដែលមានខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណឹង ក្នុងនេះថាឲ្យយើងនឹងរួចផុតចាកភយន្តរាយសពបាយយ៉ាងហ្នឹងឯងនេះខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីដែលយើងនិយាយហ្នឹងវាអាចឲ្យទុកទោសបុកម្នេញច្រើនប្រការណាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនរឿងការនិយាយពាក្យសម្ដីនេះ ដោយសារតែវាជ័យនឹងអាចកើតទៅជាបុណ្យក៏មានអាចកើតទៅជាទោសក៏មានបើសិនជាយើងសម្ដែងនៅប្រធម៌សម្ដែងនៅធម៌វិន័យណាដែលជាប្រយោជន៍វាចាយើងនឹងចាត់ថាជាវាចាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុណ្យកុសលដូចនៅក្នុងបញ្ញាគិរិយាវត្ថុទាំង10នោះមានធម្មទេសនា ធម្មទេសនាបុណ្យសម្រាប់អំពីការសម្ដែងធម៌នោះគឺវាចានិយាយនឹងឯងអញ្ចឹងវាចាយើងនឹងចាត់ទុកថាជាផ្លូវសម្រាប់បញ្ចេញនៅបុណ្យកុសលមួយដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាការសម្ដែងព្រះធម៌ការនិយាយធម៌ការបង្រៀនធម៌សពបែបយ៉ាងសពតែជាផ្លូវនៃការសម្ដែងទៅជាបុណ្យកុសលទាំងអស់ហើយបុណ្យកុសលដែលសម្ដែងអំពីវាចានឹងឯងមិនមែន ទេឈ្នះអស់បន់ទាំងឡាយទាំងពួងសប្បទាននាងធម្មទាននាងជីនេតេការនិយាយធម៌បង្រៀនធម៌បង្ហាញធម៌ប្រាប់ធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នានឹងចាត់ថាជាទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយសួរថាយើងនិយាយយើងឲ្យធម៌នឹងតាមរយៈអីគឺតាមរយៈវាចានឹងឯងដែលហៅថាវាចាជាសុភាសិតហៅថាវាចាជាសុភាសិតនឹងឯង រមែងបានប្រយោជន៍ពីរទី1បានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទី2បានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃអ្នកស្ដាប់យល់ដឹងនៃសេចក្តីហើយយកទៅអនុវត្តប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបានទៅជាបុណ្យកុសលហើយយើងអ្នកនិយាយនឹងចាប់ថាជាអ្នកបានធ្វើនៅធម្មទានជាទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដូច្នេះរឿងវាចាទុច្ចរិតទាំង4ប្រការមានវាចានិយាយកុហកមានវាចានិយាយពាក្យញុយញងមានវាចា និយាយពាក្យជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាមានវាចានិយាយពាក្យរុរាយអត់ប្រយោជន៍នេះញាតិញោមអប់រំចិត្តធ្វើម៉េចនាំគ្នាលះបង់កុំឲ្យទម្លាប់និយាយរឿងពាក្យមិនពិតកុំឲ្យទម្លាប់និយាយពាក្យរុរាយអត់ប្រយោជន៍កុំឲ្យទម្លាប់និយាយពាក្យញុយញងចាក់ដោតបំបែកបំបាក់គេនោះពីព្រោះវាចានិយាយបំបែកបំបាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមវាប្រព្រឹត្តទៅជាទោសបើសិនតែយើងនិយាយទៅលើបុគ្គល ណាបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកមានគុណធម៌តិចតួចទោសនឹងក៏តិចទៅតាមនឹងហ្នឹងនៅក្នុងមង្គលបាននិយាយត្រង់វាចាជាសុភាសិតនោះហើយបើសិនជាវាចាណាដែលយើងនិយាយទៅហើយបំបែកបំបាក់ចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ទោសនឹងក៏ធន់ដែរណាញាតិញោមដូចជាកោកាលិកៈខុនោះឃើញនិយាយជេរប្រតិចចំពោះព្រះសារីបុត្រព្រះមោគលានដែលជា សាវៈហើយជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ឃើញទេតោរហូតដល់ធ្វើឲ្យកោកាលិកៈភិក្ខុនឹងធ្លាក់ទៅសោយទុកនៅក្នុងបតុមនរុគនឹងឯងអានឹងដោយសារសម្ដីជេរប្រតិចនឹងជេរទៅលើបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ខ្លាំងហើយដូចជាជេរព្រះពុទ្ធជេរព្រះសង្ឃជេរបុគ្គលដែលមានសិលជេរមេត្តាបិតាណាមេត្តាបិតាសុទ្ធតែជាអ្នកមាន គុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ដូច្នេះវាចាជេរប្រតិចរបស់យើងហ្នឹងក៏ទោសហ្នឹងក៏ធន់ទោសហ្នឹងក៏ច្រើនបុគ្គលដែលខ្លួនជេរបុគ្គលដែលខ្លួនបបែកបំបាក់បុគ្គលដែលខ្លួនយើងក៏ហកញុះញង់យ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងបើនៅនោះឯងមានគុណច្រើនទោសដែលយើងនិយាយនឹងឯងក៏ច្រើនដែរណាសូមឲ្យញាតិញោមជ្រាបទៅតាមនឹងទៅបើសិនតែញាតិញោមនិយាយពាក្យកុហកនិយាយពាក្យញុះញង់ជេរប្រតិចបំបែកបំបាក់ ដាក់បណ្ដាសាទៅលើបុគ្គលដែលមានគុណធម៌តិចទោសនឹងក៏តិចបើនិយាយទៅលើបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ច្រើនទោសនឹងក៏ច្រើនទៅតាមនឹងទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសកូនចៅទាំងអស់គ្នាអប់រំចិត្តធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសេចក្តីក្រោធច្រឡោតតោតទោស
dòng Prapia xong đây mình là ổ chùm bùa miệt đà bày đà vì bùa viê chìa hạt nôm ở dương miền tố nơi khăn bà chìa bọn nâng ảnh quốc phù ở dương cao chìa mà nô đáy bọn tay chìa mà nô miền mốc miền xong bò mình là ổ chìa mà nô miền xong bò miền mốc mình là ổ phù ở khôi nơi áp tập hiệp rồi bọc luôn đôi chìa ca chê bà tích miệt đà bày đà rồi có sự đầy tha ở miệt đà bày đà nâng á tụ ngôn ná nhiệt nhôm viê chìa bà chai ở dương nâng từ chìa nẹ miền mốc miền mốt ạc rõ nửa đại kraut nửa đại miền sức đầy kraut khẳng dịp bùa miệt đà bạch đà rứ có bậc quân nửa miền xà là nà nhịp nhôm rứ có bậc quân nửa miền xà là nà mùi miền quân nửa thô chắp xà là pram xà là bẩm bay xà là đọp rứ có chìa nẹ bùa tạ bọ đồn chi ấy chìa đám nè ta chi đồn chi ấy chìa đám nâng nâng bà xà này dương thamai tay điêu ra hai tô nâng có thôn tà tàm quân nửa thô này bậc quân nửa ai nâng xà rọp đau clay máu dương chìa diêm lê nơi ông bơ tôi chỉ rách chìa diêm sạc xa ọc rôm nữ ông bơ và chạy xa chỉ rách là huynh lê bong nơi cài cho tôi chỉ rách bộ rách nơi cài cho tôi chỉ rách lê bong nơi ông bơ và chạy tôi chỉ rách sang nơi ông bơ và chạy xa chỉ rách lê bong nơi mà nô tôi chỉ rách sang nơi mà nô xa chỉ rách ở miền nơi con luôn tư đó rạp na mạch chỉ riêng mình tương mọc cắt bạch ảnh dụ chỉ vật dương tế dương có ban sẵn xóm nơi bọn của sọ lưng chí ra ơn tục đàm bây chìa sẵn bắt sẵn rạp bẹ sẵn rạp cà bía từ khăn nông bà lô dương sang mình bên trâm tại khăn nông bà chá bọn như thế à nà cuộc nâng có dương ban tờ tu sốc chìm ra ơn nơi khăn nông xạ kẹt bò cư thàn xua rứ có sốc tờ tệ phúc nơi khăn nông mà nô sơ lục nâng có ca nơi khăn nông tờ cô buông cua khăn nông tờ cô đài miên sẽ đây sốc san miên khăn nông tờ cô đài chỉ nợ miên cun nợ thô anh chàng tờ nâng đôi xa tờ dương lê nơi tu chế rách tiền bóp giang nâng anh cứ ạ có sơ là cam bọt đóp hai dương sang nơi ôm bớ cổ sơ là cam bọt đóp chung nô vinh nâng anh chân chung cà na sông chô ruộm bà nâng cho sông ao bà cà na nhôm nhiệt bụt bò ra sát bàn ruộm chụm nay nữ bôn cổ sơ nê hai cơ sông trích o đi ghi riêng nâng sông bà sát bò chê xe rây xu xe đây xu phê mông cua vị bò là sọc cổ bà cà cà miên đò bà cà na nhôm nhiệt bụt bò ra sát tăng o khne cà na sông ạ nà mô tư nì cô nà xa thu nhiệt nhôm bụt thập bò rì sát tơ bàn sát đạp ca bỏ sai, ati bài, bun yul, yang, piru kabok bài, robo, anu thai, mina yu, beong, thoma bang, ban chu room, anumu tani, knong ka, santani, breto, knong, vili, lingi ni, som ong, prekun, beong, chia nai, hai, to, pinite, kyom gana, atma pip, gong som, chu room, phơi cá bọ sài, giang ná giang ná đam bay bánh chóp nơi chấm nồi vẹt chày tôi chỉ đặt chẳng buồn đi, nè chấm ăn po dương bàn ăn thịt bay bọ sài máu tràn bài hai tẹt tồn tới nâng ca giờ cam tôi chỉ đặt vẹt chày cam tôi chỉ đặt miền cả bọ sài tẹt tồn tới nâng vẹt chày cam tôi chỉ đặt cứ mụ xa viết ca bồ bịa mình bất ca bồ bịa của họ phụt phô bọc bạc nẹ đọt tê bệ sô na vía chá ca ni dê nhuộc nhung bọng bài bọng bạc nẹ đọt tê thạ ru sa vía chá ca ni dê chạ đào ni dê sọc xiết nẹ đọt tê tì bàm bí xăm pháp bà la bạc ca ni dê bịa rôi rìa ất bà yào bịa đại khám yên khlâm xa tiếng ổn ní chạp chô nơi khăn ông vẹ chạy tôi chỉ rạch chia ông bơ ba tam plei sâm đầy đài bà sa ma sam put bà ông trung thả hàm bà này thả hàm mình ao put thả bò rì sạp nâng bà bật nơi vẹ chạy tôi chỉ rạch tiếng buồn nâng tê bà yào đàm bầy xì kê đầy sọc nâng xì kê đầy châm rán nơi khăn ông chỉ vứt bà bò dường riêng riêng khluôn nơi khăn ông krom kru sa nơi khăn ông sa hạ cùm nơi tì sa thi rả nạ có trâu pra tài mẹ thủ rô vía chá chìa vía chá rô bó sọp bó rò chìa bịa miên bà yào bịa miên khlâm sa